Được coi là miền đất hứa, mỗi năm Canada thu hút hàng ngàn người Việt Nam tìm cách định cư vào nước này. Tuy nhiên, trong hành trình này, không ít trường hợp đã bị lừa đảo hàng chục ngàn đô la bởi các tổ chức ma, hay còn gọi là Ghost Agents. Theo luật Canada, chỉ có thành viên của Hiệp hội Giám sát Hỗ trợ Di trú và Nhập cư Canada, viết tắt là CICC, và luật sư di trú mới có thẩm quyền tư vấn hồ sơ di trú Canada. Với hơn 17 năm kinh nghiệm, di trú đỉnh cao, Apex Migration là một trong những công ty tiên phong đã khẳng định được uy tín của mình trong lĩnh vực tư vấn và thụ lý hồ sơ di trú Canada. Tiền thân là công ty VietWorld, Apex Migration được Aileen Xuân Nguyên Nguyễn sáng lập từ năm 2004. Với bề dày kinh nghiệm, Aileen Xuân Nguyên là thành viên của CICC cùng với đội ngũ của mình đã thành công trong việc hỗ trợ hàng chục ngàn trường hợp định cư tại Canada. Chào các bạn trở lại với Xuân Yên, thành viên của CICC trong chương trình Coming to Canada. Hôm nay Yên nói cho các bạn nghe hai cách đầu tư tại tỉnh bang Ontario để định cư. Thì cũng giống như những cái tỉnh bang khác, tỉnh bang Ontario mình, nó là một cái tỉnh lớn, nó cũng có những cái chương trình Provincial Nominees, có nghĩa là những cái chương trình được đề cử vào tỉnh bang dành cho người thường, học sinh và dành cho doanh nhân. Thì again, nó cũng giống như cái tỉnh bang Saskatchewan, nó có hai cái mô hình chính theo cái hiện nay thôi. Thì cái mô hình đầu tiên cũng là chương trình PNP Entrepreneur, cũng là đề cử vào tỉnh bang theo diện doanh nhân nhá. Thì cái này cũng giống như tỉnh bang Saskatchewan, họ có cái mô hình, họ có cái thang điểm. Giờ Uyên cũng gọi là mô hình 1 của Ontario nhá. Thì họ cũng có cái thang điểm nào là tuổi tác nè, bằng cấp nè, doanh nghiệp nè, kinh nghiệm làm việc trong cái doanh nghiệp đó, doanh nghiệp làm được bao nhiêu năm, rồi doanh thu của mình bao nhiêu, tiền lãi bao nhiêu, tiếng Anh mình bao nhiêu, cổ phần của mình trong công ty là bao nhiêu, mình sẽ đầu tư bao nhiêu vào tỉnh bang, mình sẽ đầu tư vào thành phố chính hay là vùng ngoại ô, vân vân. Những cái này nó đều giúp cho mình có điểm ở trong cái thang điểm của họ ha. Và những cái chương trình như cái mô hình này thì bắt buộc các bạn phải khảo sát cái tỉnh bang, và các bạn ở tỉnh bang Ontario thì chắc chắn các bạn sẽ bị phỏng vấn nha. Bắt buộc phải sẽ có một lần phỏng vấn với những người officer tại Toronto nha. Rồi, cái mô hình số 1 này cũng là dành cho các bạn có cái điều kiện, có cái khả năng điều kiện về tài chính, có cái kinh nghiệm làm chủ doanh nghiệp qua. Tại vì nếu mình là chủ doanh nghiệp thì mình mới được những cái điểm như là doanh nhân, rồi mình sẽ được cái điểm của doanh thu, vân vân. Còn những người thường mà làm quản lý cấp cao đi nữa, mình mà apply với cái diện này vẫn được, nhưng mà mình sẽ không có cái điểm doanh thu và doanh nhân, thì mình sẽ thua điểm người ta nhiều lắm, cho nên quên đi ha. Rồi, cái mô hình đó Yên nói sơ sơ, nếu các bạn nào mà đủ cái điều kiện thì mình vẫn có thể apply ha. Hiện nay là họ nói trên lý thuyết á, là nếu mà ở ngoài vùng ngoại ô á, thì các bạn có cái đầu tư ít nhất là 200.000, đúng không? Còn cái tài tổng tài sản của mình thì nó cũng không có cao lắm. Cái mô hình đầu tiên đó thì nó có hai dạng, một là mình đầu tư trong thành phố chính thì tổng tài sản của mình phải trên triệu, còn nếu mà tới vùng ngoại ô thì nó sẽ thấp hơn một chút. Rồi á, mình đầu tư ở ngoài vùng ngoại ô thì minimum là 200.000 thôi, còn nếu như mà mình đầu tư ở trong thành phố chính thì phải cao hơn nhiều. Tuy nhiên ở đây Uyên không muốn nói tới cái diện này, Uyên muốn nhấn mạnh tới cái mô hình thứ hai, cho nên Uyên sẽ tạm thời không nói chi tiết về cái diện này nha các bạn nha. Tại vì rất là ít các bạn có cái khả năng tại đây, ít nhất khả năng tiếng Anh cũng phải có, phải bị phỏng vấn, rồi business plan thiệt là tốt, và tất cả những cái điểm của mình phải rất là cao thì mình mới được chọn. Cho nên tạm thời để cái diện này qua một bên, không nói cái mô hình này. Cái mình muốn nhấn mạnh là cái mô hình thứ hai. Cái mô hình thứ hai này là cái mô hình gọi là đi mua cái business tự do, giống như cái mô hình 2 của Saskatchewan vậy. Nhưng mà nếu như các bạn mua một cái doanh nghiệp ở tỉnh bang Ontario thì các bạn sẽ như thế nào? Ở tỉnh bang Ontario này, các bạn vẫn có thể mua một cái doanh nghiệp nhỏ theo túi tiền của mình, sau đó mình xin giấy phép hoạt động ở dưới diện doanh nhân, mình đi sang mình làm việc. Và cái giấy phép này thì các bạn hay gọi là Visa 50 đó, là cái hiệp định mà Canada ký với Việt Nam. Nhưng mà không hiểu sao cái hiệp định này nó chỉ cho người ta cấp cái giấy phép có một năm thôi cho mình qua mình hoạt động với công ty. Rồi sau đó là cái năm thứ hai đó là mình phải có cái option để mình renew lại cái work permit đó. Dĩ nhiên cái chiến lược của dùng cái phương pháp này là để trong lúc một năm các bạn làm việc, rồi hai năm các bạn làm việc, để tăng cái năm kinh nghiệm mình làm việc ở Canada, thì mình dùng cái năm đó để mình tăng cái điểm, để cái mình làm cái bước thứ hai là cái bước chuyển tiếp để mình định cư, mình dùng cái business của mình đó. Đó, cho nên đây là cái mô hình thứ hai, là các bạn sẽ mua
một cái doanh nghiệp nhỏ theo cái túi tiền của mình, sau đó xin giấy phép làm business plan, giấy phép làm việc y chang như bên Saskatchewan ha. Mình đi vô mình sẽ làm với, tại vì cái giấy phép đó là thuộc liên bang, cho nên cái vế này là của Saskatchewan nhưng ở đây giống nhau y chang nha. Khi các bạn đã làm việc ít nhất một năm rồi thì các bạn có cái quyền lợi để thử đăng ký vô cái hồ Express Entry Under Federal Skill hoặc là CEC, là có kinh nghiệm làm việc tại Canada, đúng không? Nhưng mà cái khác nhau là cái gì? Ở tỉnh bang Ontario này, mình chỉ có thể apply under cái Express Entry Program mà thôi để định cư. Nhưng mà để apply vô cái Express Entry thì các bạn phải phù hợp, phải đủ điểm. Tại vì mình phải apply vô một cái hồ, rồi người ta sẽ tính theo điểm người ta kéo ra. Cho nên trong lúc các bạn mua doanh nghiệp rồi ở tỉnh bang Ontario, có giấy phép làm việc của doanh nhân rồi, các bạn còn phải make sure là mình đủ cái điều kiện tiếng Anh, đủ điều kiện kinh nghiệm, phải đủ hết những cái điều kiện để mình làm apply cho Federal Skill, đúng không? Thì đôi khi những cái bạn mà đang ở Ontario đó, là nhiều khi Uyên phải làm thêm một cái bước khác, thí dụ như là xin Arranged Employment để nâng cái điểm lên. Tại vì có nhiều người làm một năm cũng chưa đủ điểm, tiếng Anh chưa đủ 6 điểm, chưa đủ 7 điểm, thì mình apply vô Express Entry không được. Mà cho dù mình apply vô chưa chắc mình được chọn, là bởi vì cái điểm của người cao hơn sẽ được chọn trước. Đó, cho nên đừng nói cái giới hạn của mua doanh nghiệp ở tỉnh bang Ontario hiện nay nó là ở chỗ đó. Rồi, tại sao em nói như vậy? Tại vì khi mình so sánh lại với cái tỉnh bang Saskatchewan hiện tại nha, thì khi mà mình mua cái doanh nghiệp thì hai bên được cái giấy phép làm việc giống nhau, đúng không? Và hai bên đều có cái quyền lợi để apply vô cái Express Entry. Dù mua ở Saskatchewan vẫn apply under cái Express Entry được, và mua Ontario hay BC hay bất cứ tỉnh bang nào vẫn apply under Express Entry được, là bởi vì đây là cái diện của liên bang Federal Program. Những cái khác ở bên đây là gì các bạn? Là bên đây á, mình có thêm cái diện Provincial Nominees Program dành cho những cái người như International Worker, thì vô tình á, là mình có thể tận dụng được cái business này để mà mình tự thuê mình và mình làm những cái bước kia để mình định cư cho mình và những cái người nhân viên của mình. Còn bên đây á, các công ty của mình chỉ có thể là làm những cái LMA để thuê người đi lao động, vân vân. Mình có thể sử dụng để làm kinh nghiệm làm việc cho mình, để tích lũy kinh nghiệm, đúng không? Tại vì cái bên Ontario nó có rất là nhiều cái giới hạn, hoặc là nó có những cái chương trình tương tự như bên đây, thì cái điều kiện đòi hỏi của nó về doanh nghiệp nó quá cao. Tạm thời ở thời điểm này nữa thôi các bạn, mai mốt nó có cái khác tôi lại thông báo, nhưng mà tạm thời ở cái thời điểm này thì Uyên thấy mua doanh nghiệp ở những tỉnh bang lớn thì các bạn phải lưu ý là bản thân các bạn phải đủ những cái qualification để mình có thể định cư theo cái diện liên bang under Express Entry, thì either under Federal Skill hay là CEC. Tại vì hai cái chương trình đó đều đòi hỏi cái khả năng tiếng Anh trên 6.0 của IELTS General Option. Còn bên Saskatchewan đó, nó có những cái chương trình mà nhiều khi bạn có thể dùng cái doanh nghiệp của mình, bạn có thể đi lướt qua những cái yếu điểm của mình, thậm chí các bạn có nhiều bạn không có tiếng Anh các bạn vẫn định cư được ha. Như Uyên luôn luôn vẫn khuyên là có tiếng Anh at least 4 chấm cho ở bên đây, tại vì có những cái người nhiều khi thiếu 1-2 điểm hoặc là không đủ điểm thì bổ sung cái tiếng Anh này vô là đủ. Với lại các bạn cần phải có tiếng Anh để có thể sống sót được ở trong những cái cộng đồng mới như thế này nha các bạn nha. Có nhiều bạn không thích đi ở những cái vùng như Atlantic hay là Saskatchewan hay hướng West Manitoba, Alberta, các bạn muốn Ontario, hoặc là các bạn có người thân ở Ontario, các bạn muốn mua những cái doanh nghiệp ở đó thì vẫn ok. Nhưng em chỉ lưu ý cho các bạn là với luật hiện tại, với cái khả năng mà của những bạn chỉ có thể làm được cái mô hình thứ hai đó, thì các bạn sẽ bị giới hạn cái cơ hội định cư của mình ở dưới cái luật liên bang nhiều hơn. Dĩ nhiên sẽ có một vài bạn sẽ đủ những cái điều kiện cao hơn để mà mình dính qua được một cái chương trình của tỉnh bang một chút xíu. Hiện nay Ontario cũng có những cái nhiều cái chương trình định cư của tỉnh bang, như đa số là dành cho các em học sinh, sinh viên và những cái người sinh viên đã ra trường làm việc ở đây trong một số ngành nghề, hoặc là trong những cái occupational in demand, có nghĩa là những cái ngành nghề mà rất cần thiết ở trên thị trường Canada. Tuy nhiên cái điều kiện mà họ đặt ra cho cái công ty thuê mình á, nó lại quá cao. Ví dụ như income của họ phải trên 1-2 triệu, họ phải có trên 5 nhân viên, họ phải hoạt động bao nhiêu trên thị trường, vân vân. Và quan trọng nữa là cái công ty đó họ phải chịu hỗ trợ định cư cho mình. Rất là nhiều em học sinh làm cho những cái công ty đó làm thật đàng hoàng,
Nhưng mà đến khi định cư thì công ty đó nói là phức tạp quá, họ không muốn hỗ trợ cho cái học sinh đó định cư, thì mình cũng bỏ tay ha. Cho nên là khi mà các bạn có, nếu như các bạn vì mục đích là định cư ở Canada, thì Yến nói như vậy, thật sự tỉnh bang nào ở Canada các bạn sống cũng được. Như hôm trước Yến nói với các bạn ha, từ tỉnh bang lớn đi qua tỉnh bang nhỏ, những cái doanh nghiệp, những cái gì mà liên quan tới cuộc sống hàng ngày đó, nó đồng bộ với nhau hết. Cho nên các bạn không có cái gì mà cảm thấy ngỡ ngàng cả. Chỉ là chỗ này đông người hơn chút, chỗ kia ít người hơn một chút, chỗ này lạnh hơn một chút, chỗ kia ấm hơn một chút, vân vân nha. Nhưng mà cái hệ thống xuyên suốt Canada nó đều đồng bộ để mà chăm sóc cho cái đời sống hàng ngày của mình. Cho nên các bạn, nếu như mình muốn thật sự là cái ý định cuối cùng và ý định mà chính của mình là định cư càng nhanh càng tốt, thì nên mua một cái doanh nghiệp ở chỗ nào đó mà nó giúp cho mình có nhiều cơ hội để định cư, hoặc là nó giúp cho mình có nhiều đường thoát á. Có nhiều bạn á, như là Uyên mua Saskatch bên doanh nghiệp bên hướng West á, thì khi mà họ gặp biến cố á, Uyên lại có một cái luật khác của cái tỉnh bang đó, một con đường khác để mình chuyển họ qua. Còn với những cái người á, nằm ở những cái tỉnh bang như là Ontario thì nó hơi giới hạn, thành ra là bắt buộc phải đi con đường đó thôi. Và khi mình đi con đường đó thì mình phải làm sao để mình bồi cái hồ sơ đó tiếp để cho mình đủ điểm. Có những chị rất là giỏi ở Việt Nam, mình cũng đã có những cái bằng cấp cao tiếng Anh cũng đã gần tới 6 chấm rồi, nhưng mà khi mà qua đây rồi thì rất là cực khổ. Em thấy là phải ngồi vừa đi làm vừa ôn thi tiếng Anh, trời, rất là cực khổ. Cho nên em nói về lâu về dài, nếu mà các bạn về định cư á, tỉnh bang lớn là vì cái tâm lý gì đó, chứ mà những cái tỉnh bang nhỏ nó vẫn là được chăm sóc rất là kỹ ha. Cho nên là nên đi những cái đó. Và nhiều khi các bạn sống ở những cái tỉnh bang mà ít người rồi, các bạn lại thích hơn nữa đó không chừng nha. Cho nên là đây là những cái điều mà Yên suy nghĩ là mọi người nên cân nhắc nha. Chứ bây giờ nhiều người lắm, nhiều người gọi cho Yên để muốn mua doanh nghiệp mà Yên ít nhận hồ sơ lắm. Thử hỏi mọi người đâu, hầu như là Yên ít nhận hồ sơ lắm. Yên chỉ nhận cái người nào mà thật sự là Yên thấy cái mục đích của họ thiệt là mạnh, đã ready rồi, không còn lấn cấn, và cái tư duy đã chuẩn bị rồi, không còn lấn cấn thì Yên mới nhận. Đó, cho nên hiện nay là các bạn thấy á, ai mà tư vấn như Yên mà đòi mua doanh nghiệp ở Ontario đó, là Uyên sẽ nói rất là kỹ và cặn kẽ là như vậy ha, chịu thì làm, còn không á, nếu mà còn không á thì đi qua những cái tỉnh bang khác, nó sẽ có nhiều cơ hội hơn cho mình nha. Thì hôm nay là Uyên chỉ muốn nhắc nhở các bạn bao nhiêu đó thôi, còn những cái clip sau á, Uyên sẽ làm chi tiết hơn về từng cái diện cho mọi người nha. Nói chung là những cái khái niệm mà về hồ sơ các tỉnh bang nó đều na ná giống nhau, chỉ là cái procedure, những cái bước căn bản và những cái danh từ họ dùng thì nó hơi khác nhau một chút xíu thôi ha. Còn đa số là tất cả các tỉnh bang đều có những cái diện giống nhau, nhưng mà nó sẽ phù hợp cho ai ở thời điểm nào thôi nha các bạn nha. Rồi, nếu như các bạn thấy mình đầy đủ cái điều kiện định cư rồi mà đã ready cái tư tưởng hết rồi đó, thì có thể email cho Uyên nếu mà cần giúp đỡ về vấn đề này nha các bạn nha. Rồi, ai chưa subscribe mời subscribe với cái đài Coming to Canada và Coaching Channel giùm Uyên nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.